Mời quý bạn đọc cùng với Thư viện quận Bình Thạnh điểm qua những tin tức thông tin của quận Bình Thạnh trên bản tin gia định số 12 năm 2021 do Trung tâm Văn hóa xuất bản ngày 25 tháng 12 năm 2021 với những chuyên mục chính sau đây. Chuyên mục hoạt động đảng và chính quyền có các bài viết nổi bật như: Hội nghị triển khai quy định 22 và 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị triển khai quy định 22 QĐ-TWK ngày 28 tháng 7 năm 2021 và quy định 37 QĐ-TWK ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng và những điều đảng viên không được làm, triển khai kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng viên. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, các cấp ủy khi tổ chức hội nghị kiểm điểm cần phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các văn bản của Trung ương một cách linh hoạt, phù hợp. Ngoài ra, còn có các bài viết như: Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trên không gian mạng, tập huấn phần mềm hệ thống quản lý văn bản, cử tri quận tiếp xúc tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 2 và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị 17-18, học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 13 của đảng. Chuyên mục văn hóa và giáo dục có các bài viết nổi bật như: Lễ công bố đổi đặt tên đường tại quận Bình Thạnh, với hai con đường là đường Trần Nguyên Đán, phường 3 và đường Trần Văn Khê, phường 17. Vòng chung kết hội thi Nét đẹp phấn trắng, trao học bổng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ học sinh là con công nhân lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần động viên gia đình và con em sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập vươn lên trong cuộc sống. Chuyên mục pháp luật và đời sống có các bài viết như: Tập huấn luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, tuyên truyền phổ biến bộ luật lao động giúp cho người dân chủ động tiếp cận các chính sách pháp luật của nhà nước. Bài viết 10 năm một chặng đường của Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh, chặng đường vừa tròn một thập kỷ, vừa đủ để nhìn lại hành trình đáng tự hào của một tập thể gắn kết và rút ra được những hạn chế, bất cập để khắc phục, và một số hình ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Thạnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026, có các bài viết: Tập trung nâng cao chất lượng đẩy mạnh hoạt động xã hội nhân đạo. Doanh nhân Nguyễn Tu My, gương tiêu biểu hoạt động xã hội nhân đạo, là một doanh nhân tiêu biểu, luôn nhiệt huyết với hoạt động xã hội nhân đạo. Chuyên mục Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn có các bài viết nổi bật như: Tọa đàm về công tác giám sát phản biện xã hội trong tình hình mới, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận nhiệm kỳ 2018-2023, họp mặt tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học, tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Bài viết Người cán bộ hội tận tâm với cộng đồng của tác giả Nguyễn Ngọc Cơ nói về tấm gương đồng chí Nguyễn Công Minh là đảng viên và chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 5, luôn gương mẫu đi đầu tham gia các hoạt động phong trào của hội phường quận, đặc biệt là thường xuyên thể hiện bằng hành động trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống, sinh hoạt và công tác. Chuyên mục Kinh tế và xã hội có các bài viết như: Hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19, liều bổ sung và nhắc lại, hội thi an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trao gửi yêu thương trong đại dịch Covid-19, chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu tình nguyện nghĩa cử cao đẹp. Bài viết Đi dân nhớ ở dân thương của tác giả Phương Uyên với tinh thần giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim bộ đội Cụ Hồ. Những ngày đầu tháng 8, nhiều đoàn quân y bộ đội các quân khu, quân đoàn đã gác lại nhiệm vụ lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ngoài ra, bản tin còn có rất nhiều bài viết hay về thông tin hoạt động trong tháng của quận Bình Thạnh. Đường dẫn để xem chi tiết bản tin gia đình điện tử số 12 năm 2021 nằm ở phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại bản tin đặc biệt tháng 1 năm 2022.